Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sách Chân Trời Sáng Tạo. Chúng sẽ bài giảng Thầy Liêm có quay quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài Các khả năng xảy ra của một sự kiện, trang 47 sách Chân Trời Sáng Tạo. Giờ các khả năng xảy ra của một sự kiện. Trước hết mình sẽ viết vào chỗ chấm nha. Hình quốc quy hay số 5.000. Như mặt sắp là mặt có, mình thấy là mặt này sẽ có số 5.000, đúng không? Nhưng mình sẽ để là mặt sắp xuất hiện chính là mặt có số 5.000. Còn mặt ngữ xuất hiện là mặt có hình quốc quy. Đây mình thấy đây có hình quốc quy. Mình để là chính là hình quốc quy. Hình quốc quy. Như vậy mặt sắp xuất hiện là mặt có số 5.000 và mặt ngữ xuất hiện xem là mặt có hình quốc quy, đúng không? Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ làm phần câu số 1 phần thực hành nhé. Giờ tiếp theo là câu số 1 phần thực hành, mình sẽ điền có thể, chắc chắn hay không thể vào chỗ chấm. Giờ như vậy là mỗi hộp sẽ có hai quả bóng, không nhìn vào hộp lấy một quả bóng. Đây mình sẽ quan sát hình A thì mình thấy là trong hộp này có hai quả bóng. Một quả bóng màu xanh và một quả bóng màu xám. Như quả bóng lấy ra có thể là màu xám, đúng không? Mình để ở đây chính là có thể màu xám. Giờ tiếp theo quả bóng lấy ra cũng có thể là màu xanh. Quả bóng lấy ra là không thể màu đỏ được, đúng không? Ở đây mình để là không thể. Giờ tiếp theo mình quan sát hình B, mình thấy là trong quả bóng này có hai quả bóng đều màu xanh. Như quả bóng lấy ra chắc chắn là không thể màu màu xám được, đúng không? Đây mình dạy là không thể màu xám. Tiếp theo quả bóng lấy ra chắc chắn là màu xanh, đúng không? Như vậy là mình xong câu thực hành số 1 nhé. Giờ câu thực hành số 1, các em hiểu bài, các em sẽ bấm thích video, hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần luyện tập. Câu số 1 phần luyện tập. Đúng, câu nào đúng thì mình sẽ ghi chữ D, câu nào sai thì mình sẽ ghi chữ F. Trong hộp có 3 thẻ, 2, 3, 4, không nhìn vào hộp lấy ra một thẻ. Có thể lấy được thẻ mang số 3. Như mình thấy là trong cái hộp này có 3 thẻ, thẻ số 2, thẻ số 3, thẻ số 4. Không nhìn vào hộp lấy ra một thẻ thì có thể lấy được thẻ số 3 là câu đúng. Ở đây mình sẽ viết chữ D. Được. Câu B là chắc chắn lấy được thẻ mang số bé hơn 4. Thì mình lấy ra thì mình có thể lấy được hệ số 2, hệ số 3 hoặc là hệ số 4. Như vậy chắc chắn lấy được hệ bé hơn 4 là không đúng. Ở đây là câu sai, mình sẽ viết chữ F. Câu C là không thể lấy được hệ mang số 1. Thì mình thấy trong 3 hệ này không có hệ số 1 thì chắc chắn là không thể lấy được hệ số 1. Như vậy đây là câu đúng, đúng này. Như vậy là mình xong câu số 1 phần luyện tập nhé. Giờ câu số 1 phần luyện tập, các em hiểu bài, các em xem hết video, hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2 phần luyện tập. Câu số 2 người ta kêu mình hoàn chỉnh câu sau. Như bạn Vinh quay bánh xe ở hình bên, khi bánh xe dừng lại, Kim có thể chỉ vào phần hình tròn màu gì? Như vậy là câu này người ta hỏi là bạn Vinh khi quay bánh xe ở hình bên, khi bánh xe dừng lại, Kim có thể chỉ vào phần hình màu nào? Mình quan sát hình. Thì mình thấy hình tròn này người ta chia làm 3 phần bằng nhau. Có màu xanh, màu xám và màu trắng. Đúng không?
Như bạn Win quay bánh xe thì nó có thể dừng lại ở màu xanh, cũng có thể dừng lại màu sáng, hoặc có thể là màu trắng. Nhưng mình để ở đây là Kim có thể chỉ vào màn hình chọn màu màu xanh, cũng có thể là màu sáng hoặc màu trắng nữa, đúng không? Màu xám. Wow. Màu trắng. Đúng. Như vậy là Kim có thể chỉ vào phần hình tròn màu xanh, màu sáng hoặc màu trắng nha. Giờ như là mình xong câu luyện tập 2. Câu luyện tập 2 các em hiểu bài, các em xem bằng phích đơn, thầy biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, các em thấy giảng giới thiệu bằng phích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sẽ bấm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.